Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy làm video này để uh, trả lời cho các câu hỏi của các bạn là thầy có lớp uh, học hay không. Thì lớp học của thầy qua Zoom các bạn nha. Rồi qua Zoom. Thì thầy sẽ giới thiệu sơ qua về các lớp học của thầy uh, và cái uh, cách thức để các bạn tìm hiểu thêm thông tin và bạn đăng ký vân vân nha. Thì đây uh, trong lớp học uh, C1 Hà Nội các bạn thì chúng ta sẽ có những tài liệu thế này, tuyển tập đề học sinh giỏi lớp 9 thành phố Hà Nội nè, 10 21. Và trong lớp học thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn 100% nha Rồi đó, sau đó thì bạn tới tuyển tập đề thi chuyên Hà Nội ha 11-21, thầy cũng hướng dẫn cho các bạn 100% trong đây Và bạn có rất nhiều chuyên đề nha Được thầy tổng hợp từ à, Vĩnh Bá, từ Olympic nè Rồi Vĩnh Bá, Olympic và CAE nè Rồi Destination, uh, uh, Recycle Advanced English nè Và từ các đề thi uh, học sinh giỏi, uh, chuyên uh, để cho các bạn tỏa sáng nha rồi, rất nhiều tài liệu và lưu ý rằng trong cái lớp học của chúng ta các bạn thì thầy sẽ hoàn thành cho các bạn hai tuyển tập đề thi và rất nhiều chuyên đề thì các bạn phải tự học bởi vì chúng ta chỉ học có 5 tháng thôi và bạn nào mà quan tâm á, thì bạn hãy tải cái file này ở dưới video à, của thầy nha à, có ngày khai giảng có đủ thứ hết thông tin cho các bạn luôn rồi có các lớp luôn là B1 B2 à, C1 Hồ Chí Minh Olympic 30 tháng 4 à, C1 Hà Nội và chuyên đề nha đó à, đối tượng khó học rồi vân vân về hạn chế một đóng luôn rồi về lợi ích của một đông mớ luôn rồi cách thức nhận các thức học online quá trời và thông tin à, đóng học phí và đây danh sách tài liệu vân vân nha bạn nào quan tâm thì bạn có thể tải cái video cái này về hoặc là bạn hoặc là bạn uh, uh, lên google bạn gõ thầy là học với auto channel uh, cái page uh, thì bạn sẽ vào bạn sẽ thấy được cái thông tin tài liệu này thầy đăng rất là nhiều luôn rồi, à, thầy cảm ơn các bạn đã à, quan tâm nha. Rồi bạn nào quan tâm thì tại cái file bên phía dưới hoặc là vào page của thầy á, Ở trên đó có rất nhiều là thông tin inbox cho thầy. Thầy cảm ơn các bạn đã quan tâm. À, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha.